Chị Ba đang làm gì hả? Tiktok làm gì? Tiktok để chỉ cho mấy bạn cái đây là cái cách để test. Tại vì có nhiều bạn khi mà mua cái thanh làm to về tập là nó nặng á, không có tập được. Thì có một cái cách mới học được là từ thầy Đặng Trọng Nghĩa. Cái Đặng Trọng Nghĩa đó các bạn, là mình dựa vô cái số lần mà hít đất được bao nhiêu á, là mình dựa thanh làm to cho nó phù hợp. Giờ các bạn mà hít được 10 cái đổ lại á, thì mình mua cái loại 20 kg, mà mình hít 10 cái tới 20 cái là mình mua loại 30 kg. Trên 20 cái thì mình mua loại 40 kg, mà trên 30 thôi, cứ vậy mình cứ lên. Hiện tại là shop vẫn đang bán, thì bạn nào có nhu cầu để mình tập luyện phần cơ trên thì mình cứ bấm cho nhân hàng của Ly và mình săn nhé. Tại vì có bạn săn rất là rẻ luôn, thanh 20 kg thì hiện tại shop để cái giá chỉ có 45.000 thôi mấy bạn. Còn nếu như mấy bạn mua mà không có cái vỏ hộp bên ngoài thì chỉ còn có 39.000 thôi. Cho nên ai còn thì cứ bấm vô giới hạn của mình.